Đây là lần thứ 3 hai đội bóng chạm trán trong cùng một mùa giải để phân định ưu thế sau khi cùng có một thắng, một thua tại giải vô địch quốc gia. Lượt về tại giải vô địch quốc gia chứng kiến một Cao Bằng chơi khởi sắc và bùng nổ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Trong đó có trận hòa đầy phấn khích 2-2 trước Thái Sơn Nam và thắng 2-0 trước chính đối thủ Savinet Khánh Hòa. Bên kia chiến tuyến, Savinet Khánh Hòa đứng thứ tư chung cuộc tại giải vô địch quốc gia năm nay, cho thấy sự mắt tay của tân huấn luyện viên Mai Thành Đạt. Không có những sự bổ sung chất lượng về nhân sự, tuy nhiên, Savinet Khánh Hòa đã tận dụng tốt khả năng kết nối giữa nhóm cầu thủ trẻ và cựu binh để giành chiến thắng trước những đối thủ vừa tầm. Ở cuộc chiến không cần phải tính toán thể lực đường dài, ưu thế kinh nghiệm sẽ nghiêng về cho đội bóng Savinet Khánh Hòa. Nhưng đừng quên, Phút San đòi hỏi tốc độ và thể lực trong các cuộc đấu tay đôi, và đó là ưu thế mà Cao Bằng có sẵn. Cùng hòa mình với không khí sôi nổi của giải Phút San HD Bank Cup Quốc gia năm nay với mini game dự đoán kết quả trận đấu do VOV và nhà tài trợ Kim Cương HD Bank phát động. Hãy tham gia cổ vũ cho Cao Bằng và Savinet Khánh Hòa để tận hưởng không khí bóng đá cuồng nhiệt, hấp dẫn mà các cầu thủ đem lại. Người dự đoán chính xác và nhanh nhất của trận đấu này sẽ nhận được phần thưởng trị giá 500.000 đồng.